Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Tĩnh. Alo, xin chào bạn trẻ từ Hà Tĩnh. Dạ, anh ấy làm ơn cho em gặp bác sĩ được không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chị nghe em nói đây. Chị làm ơn cho em hỏi chị về hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em lấy chồng cách đây được 3 tháng nhưng không có về nhu cầu về quan hệ tình dục á. Thì chị cho em hỏi là em có bệnh gì và cách chữa trị như thế nào ạ? Đấy là một câu hỏi. Câu hỏi nữa dạ, là vâng. Gì? Dạ. Câu hỏi thứ hai em muốn hỏi chị đó là em có thai được 1 tháng nhưng mà không may bị sảy thai thì nó ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh con sau này ạ? Cái thứ nhất là về có thai đi nhá. Có dạ thai vâng. Được 1 tháng sau đấy thì bị sảy đúng không? Dạ vâng. Ừ. Thế và cái lý do sảy nó có lý do gì không? Ví dụ như là mình lao động nặng này hay là do một cái tai nạn nào đấy không? Dạ, theo em thì do cái sức khỏe của em nó yếu quá. À thế à. Sức khỏe của người phụ nữ mà yếu thì không có nghĩa là không có thể có thai được nhá. Dạ vâng. Yếu thì có thể rằng là sức khỏe của mẹ không tốt thì là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Chứ dạ vâng. Cũng chưa có cái Ivan nào nói là mẹ mà yếu quá mà thì sẽ không mang thai được đúng không nào? Nếu mà yếu quá thì không quan hệ tình dục được thì sẽ không mang thai được. Ừ, thế và hy vọng rằng em đã có một bài học rồi thì những lần sau mình có thai là mình biết cách giữ thai nhá. Đặc biệt là trong cái tình trạng sức khỏe của mình lại yếu. Cái thứ hai nữa là lấy chồng được 3 tháng rồi nhưng mà không thấy có không cảm thấy có nhu cầu quan hệ với chồng à? Dạ vâng. Không có bất kỳ một ham muốn nào hoặc là bất kỳ về sự cái cảm giác cái thỏa mãn nào cả. Trước khi mà quan hệ với chồng thì em còn nó sẽ có những cái giây phút mà âu yếm gần gũi bên nhau thì em có cảm xúc gì không? Không, em thấy rất là bình thường lắm. À thế à? Không hề có một cảm giác gì. Ngay cả lúc đấy cũng thấy rất bình thường và trong khi mà quan hệ thì em cũng không thấy có đạt được một cái khoái cảm gì đấy, đúng không? Ừ. Thế chồng thì bằng tuổi em à hay hơn? Dạ, chồng lớn hơn em 4 tuổi chị. Chồng lớn hơn em 4 tuổi. Bọn em yêu nhau lâu không? Nói chung chúng em yêu nhau cùng thời gian cùng tương đối 1 năm. À, yêu nhau được 1 dạ, năm. Anh nghĩ có phải là mối tình đầu của em không? Dạ không ạ. À không. Mối tình thứ mấy? Dạ nói chung cùng thứ hai nhưng mà mối tình đầu của em cũng chưa trải qua một mối quan hệ tình dục nào. Ừ, thế nhưng bây giờ còn mối tình đầu còn ý nghĩa gì hay là còn đọng lại trong em nhiều không? Dạ không chị ạ, nói chung là tất cả mọi cái tình yêu giờ em chỉ dành cho chồng ạ. À, thế và với chồng thì cũng lại là lần đầu tiên mà em quan hệ tình dục đấy à? Dạ vâng ạ. À thế à. Ừ, chị muốn hỏi như vậy là để tìm xem là em có một cái ức chế về khía cạnh tâm lý nào không ấy. Ừ, thế khi mà gần gũi với chồng thì em nghĩ về tình dục như thế nào? Nói chung đối với em thì về tình dục thì nhất là về tình dục là một cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, có nghĩa là trong hạnh phúc gia đình thì cái tình dục đó là một yếu tố rất là quan trọng ạ. Đúng rồi. Thế và tình dục có phải là đẹp không? Tình dục chỉ là người ta nghĩ đi hành vi không đẹp, nhưng theo em thì tình dục đó là cùng một cái hành vi đẹp. Nó là cái cơ bản để tạo nên hạnh phúc gia đình. Em biết được điều đấy thì rất là tốt, là bởi vì em sẽ là cái người mà thúc đẩy cho cái chuyện quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng nó đẹp hơn lên đúng không? Vâng. Thế có bao giờ trao đổi với chồng không? Dạ cũng có ạ. À thế à, thế chồng thì nghĩ về tình dục như thế nào? Dạ nói chung cũng có, anh ấy cũng tìm đủ mọi cách để làm vừa lòng em nhưng mà em cũng không đạt được cái mục đích. À thế à, thế trong khi quan hệ tình dục em có suy nghĩ gì không? Em có nghĩ đến cái gì khác không? Em suy, nói chung là trong cái suy quan hệ tình dục thì em có cái mong muốn là đạt đến một cái khoái cảm nào đó. Không tìm mọi cách, tất cả các cái mọi cách là người dồn tất cả các suy nghĩ vào nhưng mà không bao giờ đạt được cái điều đó vậy chứ. À thế hả, cũng không có nhiều thời gian để mà mình trao đổi sâu và nhưng mà có hai cái mà em sẽ phải hướng tới, bởi vì như em đã biết cái quan hệ tình dục là cái mà một trong những yếu tố nó làm cho hạnh phúc gia đình sẽ bền vững hay không đúng không? Được rồi. Thế thì một là cái không ham muốn này nó là do tâm lý. Ví dụ như cái tâm lý căng thẳng hay là ví dụ như em lại thần tượng hóa quá về cái vai trò của tình dục, hoặc là em nghĩ đến cái khoái cảm nó là một cái gì đấy nó lớn lao và mình cứ cố phải đạt được thì chính cái cố gắng trong quá trình cố gắng như thế tức là mình đã kiềm chế mình. Nếu như nó không phải ở mức độ như vậy thì có thể là nó, tức là chồng em cũng chưa làm thỏa mãn được em bằng cái cách nào đó tác động vào những cái điểm kích thích như là cơ thể em mong muốn ý, thì điều đó là cũng cần phải trao đổi cởi mở với chồng để giải tỏa cái yếu tố tâm lý.
hay là nói cách khác trao đổi với chồng để mà hai vợ chồng có thể đạt tới được cái sự hòa hợp với nhau nhá. Cái thứ hai là có thể do yếu tố nội tiết, và nếu là do yếu tố nội tiết thì mình cần đến bệnh viện ấy để mà được xét nghiệm các cái cái hormone sinh dục ấy. Nó có thể là nó kém đi thì, và cái này thì nó lại rất là tinh tế, cái hormone đó nó rất là tinh tế và rất là nhạy cảm, thì cần phải được xét nghiệm và chẩn đoán một cách cụ thể để có thể là phải bổ sung hay gì đó. Nhưng chị vẫn nghĩ rằng là cái yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong em nhé. Vâng, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh chị. Vâng.